Chào mọi người, hôm nay mình có một số cân carbon giới thiệu qua để mọi người xem và mua ủng hộ nhé. Cái cân số 1 là một cái cân 2 khúc. Đây, thông số của nó thì đây. Đây là cái cân carbon nha mọi người. Đây, nó ghi ở đây khá nhỏ để mình là gì này. Cân lưu cái này thì nặng là 100 gram. Nào 100 gram nha mọi người. Đây, bát của nó bát vặn. Bát vặn này. Đây. Cái này á thì hai khúc ở dài 2m2. Để như thế này là dài 1m1. 1m1. Khuyến của nó thì tất cả đều là khuyến đá xám nha mọi người. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 khuyến, bao gồm cả đầu bu. Đây, chất liệu carbon. Đây, đọt này, đọt của nó đây. Để mình đo thử. Không chấm tám nha mọi người. Cái này là cái số 1. Cái số 1 mình bán 550 ngàn. Rồi, cái số 2. Cái số 2 là cái này là Power Focus Zero đọt số 1 dài 5m3. Bát Fuji FS6. Bát trượt Fuji FS6. Cái này là của Suzumi nha mọi người. Suzumi Hàn Quốc. Đây. Cái này thì độ mới còn khoảng 70%. Khuyên nhỏ, cần tay trợ máy. Đây, cái này thì chỉ còn như thế này thôi, con kia đầu bú thì nó gãy mất rồi. Đầu bú này nó gãy mất rồi. Đây là carbon hết cho mọi người. Đây, các đầu từ phía trong đây. 1, 2, 3, 4, 5. Ở phía trong thì con khá là mới. Cái này thu về là 1m18. 1m18 nha mọi người. 1m18 nặng bao nhiêu? Nặng 260 gram. Phần con lại đây là 1,5 giây. 1,5 giây nhá. Rồi, cái này thì mình bán với giá là 750 ngàn. Cái số 2 750. Rồi, cái số 3 là một cái cân cực trong. Đây, ngoài hình tổng thể của nó đây. Cái này là Shimano Carbon. Bát của nó đây. Ở đây có cái chữ Shimano này. Phần đế này là Shimano. Vặn này là bát vặn.
Bản này là Fuji nha mọi người. Cái này của Hàn Quốc. Hàn Quốc này. Dài 33, độ cứng là 50. Phần khuyến này này. Cái này là hình như là nhựa dẻo. Nhựa dẻo chứ không phải đá nha mọi người. Chỗ này này, chỗ này nhựa dẻo chứ không phải đá này. Ở đây mới là đá này. Đây. Đâu này mới đá này. Cặp giống của phía trong, ở phía trong của nó thì con khá mới. Cái này thì ngoài hình con khoảng 80%. Đây. Dài 33. Xem thú về bao nhiêu. Đây. Đọt này. Đọt nha. Thú về là 1m2. Nặng 300g. Đây. Cái này cái số 3. Số 3. Cái này mình bán 1,1 triệu nha mọi người. Cái này cái số 3 mình bán 1,1 triệu của Shimano. Rồi. Tới một cái cân rút. Bạt ra bạt Fuji đời mới. FS6 SB. Đây. Cái này thì ngoài hình con tầm phải là 90% á mọi người. Đây. Dưới đấy là kia nó được làm nhám này. Làm nhám này. Đây. Đây là carbon. Đây, phần đọt. Đọt của nó đây. Đó, để mình đo xem đọt bao nhiêu nhé. Đo để mình chính xác này. Đọt 0.6. Đây. Ở phía trong đều còn mới hết nha mọi người. Đây, rồi. Đây, carbon hết. Khuyên mấy cái khuyên ẩn nhỏ nhỏ ở phía trong. Đây, đọt này đọt hình tháp. Chưa được. Carbon trắng khá đẹp, trắng sữa. Cái này thì hình như dài 7m2 thì phải. Đợi mình một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đúng rồi, 7m2. Cái này dài 7m2. Cái khuyên cải này là khuyên đá xám nhá. Thu vào thì để thu vào cái này là 1m08. 1m08. Đây. Cái này còn khá là mới. Nặng cái này nặng 320g. Này. Cái này cái số 3. Ở đâu? Cái số 4 rồi. Cái số 4. Cái số 4 nha. Cái này thì mình bán 1 triệu. Bảy mét hai nha mọi người. 1 triệu. Rồi, cái số 5. Cái số 5 thì ngoài hình tổng thể nó như thế này. Nó còn khoảng 70% á mọi người. Còn khoảng 70%. Cái này cũng là Suzumi.
Dùng mình. Con khá đẹp. Bạt thì bạt trượt Fuji đời mới. Đây. Cái này cũng cân carbon. Đây, đỏ. Một tí nha. Đây, đợt một tí. Còn khuyến thì tất cả là khuyến đã xám hết rồi mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 khuyến, bao gồm cả cái đầu bú này. Để mình xem các đồ phía trong. Đây. Đây carbon nha. Khuyến là khuyến trượt. Ở phía trên là khuyến trượt hết. Một đốt. Đây carbon hết. Hai đốt. Ba đốt. Bốn. Năm, sáu đốt. Sáu đốt. Nếu dài sáu đốt ra như thế này á là 54. 54. Còn có thu về như thế này là 4,5 m. Thu về tới đây là 4,5 m. Đó. Cái này người ta làm theo kiểu có thể cấu hai loại, một loại 4,4 m về một loại 4,5 m về 54. 4,5 m về 54 đấy nha mọi người. Đây, con cái này thu về thì cỡ là 1,2 m. Nặng 220 g. Đây, còn kia đầu bọc đây. Đầu bọc chịu khuyết. Cái này cái số 5. Số 5 mình bán là 950 nha mọi người. 950. Rồi, cái số 6. Thì ngoài hình tổng thể nó như thế này đây. Đây, phần này được làm nhám này. Cái này thì ngoài hình theo mình nghĩ thì còn khoảng 70%. Độ dài thu về á, độ dài thu về như thế này là 1,2 m. Cái này thì đọt số 2. Dài 5,3 m. Hàn Quốc. Đọc số 2 dài 5,3 m. Đây. Bạt Fuji FS7 trượt bạt đời mới. Rồi, mình mở ra xem thử. Đọc số 2, đọc số 2 này hình như 2 ly thôi vậy. Một ly 8. 1,8 nha mọi người. Đây, khuyến thì đây. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 khuyến. 9 khuyến. Còn hai cái vòng này, vòng gì mình biết. Vòng trống. Hai vòng trống. Ở đây là khuyến trượt này, đồ cứng này. Đây đồ cứng nha. Các đốt ở phía trong đều còn mới hết. Để mình xem bao nhiêu đốt nữa mới mất. 1 2 3 4 5 đốt nha mọi người. 5 đốt.
5 đô, dài 5,3. Nặng 260 g. Nặng 260 g. Cái này là cái số 6 rồi. Cái số 6 này mình bán là 950 luôn nha mọi người. Đây qua. Đây qua nha. Số 6. 950. Rồi, cái này là cân flip này. Cái này là flip nha. Flip 39. Đọt của nó đây. Hai mươi hai. Khuyến cái này gặp được này. 1, 2, 3, 4, 5. Đầu bu này rất là chắc. Đọt 22. Ok. Này, mình xem thử độ cứng cho mọi người xem. Một. Hai. Ba. Bốn đốt. Bốn giống. Các giống ở phía trong thì vẫn còn đẹp. Thế nhưng cái này chỉnh cả thế sao á. Nó hơi hơi nhằm nhảm. Thu về như thế này là 1m 1m1 nha. Thu về là 1m1. Nặng 340 g. Bạt là bạt inox không rỉ Fuji FS7. Hơi mờ mọi người thông cảm nhé. Inox không rỉ FS7 Fuji. Cái này cái số 7. Số 7. Số 7 này mình bán 500 nha mọi người. Rồi số 8 là một cái cân carbon. Cân carbon 39, độ cứng 20. Để như thế này là 1m1. Tổng thể như thế này 1m1. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này thì đồ mới còn khoảng trên 80%. Trên 80%. Bạt cũng là bạt Fuji FS7. Đây Fuji FS7. Cái này cần xúc rồi. Chất tiêu carbon này. Độ cứng 20. Rồi mở ra xem thử. Khuyến của nó thì có 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyến bao gồm cả đầu bu. Cái này carbon từ trên xuống dưới. 22. Đọt 22 nha mọi người. Carbon này. Một đốt. Hai. Ba. Bốn. Bốn đốt. Bốn đốt dài 39. 39. Này. Đọt của nó. Đây, tổng thể nó đây. Cái này nặng 340 g. Nặng 340 g. Cái này cái số 8. Mình bán 900 ngàn nhé. Số 8 bán 900. Số
Rồi. Một cái kênh bá khúc. Cái này là gì đấy? Đây qua. Đây. Ngoại hình tổng thể nó như thế này đây. Cây này thì độ mới còn phải trên 90% nha mọi người. Trên 90%. Ba khúc mà để rút về dài nhất, ngắn nhất như thế này là 1m25, 125cm. Đây. Rồi mọi người xem đồ mới của nó này, con rất là bóng nha mọi người. Đây, chất liệu carbon hết. Bát là bát Van Fuji. À đâu? Bát này bát Daiwa luôn. Bát Daiwa luôn nha mọi người. Daiwa đây. Sáng bóng. Cái này thì made in Taiwan. Made in Taiwan. Đồ cứng đọt là 30, dài 36. Khuyến thì khuyến của nó khuyến như thế này này. Khuyến tất cả đều là khuyến Fuji hết. Đây. Khuyên cái của nó này. Khuyên cái này. Tất cả đều khuyên Fuji hết nha mọi người. Đầu bú này. Đây. Đầu bú bao cánh dài. Cái này khuyên thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 khuyên, bao gồm cả đầu bố luôn. 17 khuyên nha. Ừ. Cái này là cái số 9. Cái này mình bán 1 triệu 1. Rồi, một cây Shimano 3 khúc cực trong. Cực trong. Này, cực trong thì cái khuyến của nó nằm ở đây nè mọi người. Khuyến đá sạm này. Đây, đây. Khuyến của nó đấy nhá. Đây. Tất cả đều là carbon hết nha mọi người, carbon. Cái này thì dài 3 mét, độ cứng là 30. Cân này thì con khoảng cái này con khoảng 70% á. À để mình nói một chút. Cái cân số 9 này này. Cân số 9 là nặng 280g nha. Này quên cân. Này. Dài 3m nha mọi người. Cân cực trong 3 khúc. Cái này thì thu về như thế này là 1m 12. 1m12. 1m12. Bát là bát Van Fuji. Đế bát là Shimano. Bát Fuji. Đây. Cân cực trong carbon. Đọt này. Đây, rất là cứng. Độ cứng 30 nha mọi người. Độ cứng 30. Cái này thì nặng 280g. Nặng 280g. Cái này cái số 10. Số 10. Số 10 này mình cũng bán 1 triệu 1. Số 10 1 triệu 1 nha. Rồi. Một cái cân 2 khúc. Cân này cũng carbon. Carbon xoắn. Đây. Số mát.
cái này thì người ta không có ghi thông số gì nhiều. Khuyến thì khuyến đã xám hết, để mình đến xem bao nhiêu khuyến nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 khuyến bao gồm cả đầu bu. Đầu bu nào đây? Đọt. Đọt 1 từ 7, 1 từ 8. Nối hai khúc lại thì cái này dài đợi một chút. Nối hai khúc lại thì cái này dài 2,5 m. 2 4 5 6 24. Dài 24 nha mọi người. Dài 24. Ủa. 2 sao 24 được ta? Xong, 24 đúng rồi. Thu về như thế này thì là 1,22 m, 1,23 m, 1,23 m nha. Đây. Độ cứng của đọt. Cái này thì nặng 160 g. Nặng 160 g. Bạt ở bạt vặn Fuji hết. Bạt vặn Fuji. Đây. Quality Fuji product. Cái này cái số 11. Số 11 này mình bán 750. Phải 11 đây. 11 750. Rồi, tiếp. Một cái cân hai khúc. Cái này của ai đây? Đây. Ngoài hình tổng thể nó như thế này đây. Như thế này là 1,22 m. Khúc như thế này là 1,22 m nha mọi người. Bây giờ cái này cũng vươn ra 24. Cái này carbon. Của đây quá nha mọi người. Carbon của đây quá. Khuyến thì tất cả đều là khuyến đã xám hết. Đây. Khuyến mấy khuyến nhỏ. Đọt này biết đọt bao nhiêu đây. Để mình đo đọt. Đọt 1 thì 2. Khá là ngon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 khuyên, bao gồm cả cái đầu bu. Bạt của nó bạt vặn Fuji. Đây quá nha. Bạt vặn Fuji. Cân này của đây quá. Cái này nặng 180 g. Cái này cái số 12 mình bán 800. Rồi, một cái cân lưu. Cân lưu hai khúc. Cái này của Hàn Quốc này mọi người. NST. Carbon.
Cái này hai khúc dài 1,8. Thông số ở đây thì thông số về cược đâu thì người ta không có ghi rõ ràng lắm. Để mình xem thử xem. Đây là cuộn nhờ này. Cuộn nhờ này. 1,8. Thu về như thế này. Thu về như thế này là 1 mét. Không phải 1 mét. 90 98 cm nha mọi người, 98 cm. Khuyến thì đây. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 khuyến bao gồm cả cái đầu bố luôn. Bạc đây. Bạc Fuji. FPS. Cái này nặng 120g. Nặng 120g. Cây này cây số 13. 13 phiên bản 650. Nơi FT nha mọi người. Rồi. Một cái cần súc. Cần súc dài 4,2 m. Rút về như thế này là 1m18. 1m18. Bạt là bạt Fuji FS7. Bạt trượt Fuji FS7. Cái này thì ngoại hình của nó còn khoảng 85% nha mọi người. 85%. Khuyên thì khuyên của nó là khuyên cái có thể gặp được. Khuyên cái này có thể gặp được. Khuyên là khuyên Fuji đã sẵn luôn. 1, 2, 3, 4, 5 khuyên. 5 khuyên. Đọt của nó đây. Đọt này bao nhiêu đây? Đọt 28. Đọt 28. Cứng. Đồ cứng này tầm 30 trở lên nha mọi người. Đây các giọng ở phía trong của nó đây. Con khá đẹp. 1 2 3 4 giọng carbon hết nha mọi người. 4 giọng carbon hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Cái này 42. Nặng 420g. Nặng 420g. Rồi, ok. Cái này cái số 14 mới bán 1 triệu nha mọi người. 1 triệu. Rồi, số 5 là 15 là 14. 14 1 triệu rồi. Rồi, 15 là một cân đai qua 2 khúc cực trong. Đai qua 2 khúc cực trong. Ngoại hình của cây này á thì còn khoảng 85%. 2 khúc như thế này dài 1,4 m. Dài 1,4 m. 1,4 m. Đây. Cái này con rất là mới. Đây qua đây. Bạt là bạt vàng Fuji. Bạt vàng Fuji nhá. Đây.
Cân này dài 2m7. Khuyên ở trong là khuyên đá, khuyên khuyên đá đen. Đây, khuyên ở đây nữa. Khuyên ở đây cũng là khuyên đá đen này. Cân cực trong thì khuyên nằm ở đây hết. Đây. Đầu bu này, đá này. Dài 2m7 nha mọi người. Cây này nặng 280g. 280g. Cây này cây số 15. Cây này mình bán bao nhiêu nhỉ? Cây này mình bán 1 triệu, 1 triệu đi. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì hệ mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.